Đâu đi trả lời mấy thằng điên này làm gì ta? Mình đâu rảnh đi trả lời mấy cái thằng trẻ trâu con nít này. Mình nhìn ghê con mắt đi. Công nhận mình cũng rảnh rồi thì mình đi trả lời mấy thằng trẻ trâu như nó làm gì. Alo mọi người. Michael.